cán vào bằng ô tô, bạn có dám thử? Let's go! Hôm nay mình sẽ thử cái độ bền của vợt bao rồ 7 lá 4 với mình nha các bạn. Mình sẽ lấy một chiếc ô tô cho nó cán tới nè. Sau khi cán tới xong mình sẽ cho nó cán lui lại luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ coi hết clip này để xem cái vợt này còn sống không nha các bạn. Giờ tụi mình cùng kiểm tra kết quả nè các bạn ơi. Ở trên đây là khung vợt nha, khung vợt chưa có gãy nha các bạn ha. Còn cái thân vợt này là cũng chưa có gãy nè. Bây giờ mình cầm lên và kiểm tra luôn nè nha. Khung vợt còn ngon nha, bây giờ mình bấm lưới nè các bạn. Bấm lưới xong mình bẻ luôn cái vợt, mình test cái thân đũa nè ha. Xe ô tô cán còn ngon quá trời luôn, trâu quá trời luôn. Các bạn nhanh tay mua vợt này để nhận được nhiều khuyến mãi nha.